giới thiệu, đây là dàn đại, model là Panasonic D5. Loa theo dàn là Panasonic D50. Chức năng chính của dàn này là CD, Amply, Equalizer, Tuner và cassette. Tất cả các chức năng đều hoạt động ok, không lỗi một chức năng nào hết nhé. Đây là thớt Amply. Trên cái Amply này mình có thể chỉnh được bass, treble, ba lăng và chỉnh được nhiều chế độ khác trực tiếp ở trên Amply nha. Nên chất lượng âm thanh rất là hay. Công suất của Amply là 99W. Phía sau Amply rất là nhiều ngõ in out để mình kết nối thiết bị ngoại vi như điện thoại, TV, máy tính và những thiết bị khác. Nãy giờ mình đang nghe đoạn clip test qua máy tính bảng nha, qua ngõ AV ra 3.5. Đây là thớt Equalizer, mình có thể chỉnh được tần số lọc trên Equalizer phù hợp với sở thích nghe nhạc của mình và với cái bài hát mình đang nghe. Mình có thể đẩy bass, treble, mid tùy thích để phù hợp cho cái bài hát nhé. Dàn này là dàn đại nên mình có thể sử dụng được cho phòng 40m². Đây là dàn âm thanh hàng nội địa Nhật, sử dụng điện 100V nên các anh lưu ý đừng cắm nhầm 220. Cần mua cục đổi nguồn có thể liên hệ với bên em. Hình thức dàn rất là đẹp, tất cả các chức năng full nha. Chút xíu thì mình sẽ test qua chức năng CD và chức năng cassette luôn. Để Equalizer nhảy rất là đẹp và mình chỉnh full trên Amply và Equalizer. Loa theo dàn là Panasonic D50. Công suất của loa là 120W một thùng, tức là 240W trên cặp loa. Trở kháng là 6 ohm. Lọt 3 đường tiếng, bass 23cm. Em quay gần cái loa cho các anh xem nhé. Đây là bộ đầu âm ly 5 thước rời, tất cả các chức năng đều hoạt động ok. Bây giờ mình sẽ test nhạc qua chức năng CD nhé. Em sẽ cho CD ra vào để cho mình thấy là cơ đĩa qua vào ok nha. CD ra vào tốt, đọc bài nhanh, không hề kén đĩa nha. Em đã thử rất là nhiều loại đĩa trên cái dàn này. Mình có thể chỉnh tần số lọc theo ý thích nha. Nên các anh có thể hạ bass, tăng treble hay như thế nào đó thì mình chỉnh thoải mái thỏa thích trên cái dàn này luôn. Bây giờ mình cùng nghe clip test qua CD nha. Con
động ok. Bây giờ mình sẽ test qua cassette học bên tay phải. Vậy là hai học cassette tất cả đều hoạt động ok nhé. Em lấy băng ra. Hai học cassette đều hoạt động tốt. Bây giờ em sẽ test một đoạn nhạc trẻ trẻ sôi động đi, nhạc đen đi. Rồi em quay mặt sau cho các anh tham khảo nha. Em sẽ test qua máy tính bảng test, mình sẽ chọn AUX nha. Get on the floor, daddy. Get on the floor.